căn nhà xinh xinh các bác. Đó, bên trong này nhỏ nhắn thôi, vừa ở. Bên này họ còn đào một cái giếng các bác. Ô, giếng đào nước ngay đây luôn, 2 mét là có nước rồi. Đây là một cái người ta trồng rau các bác, trồng rau. Đây phía sau nhà này, đó, nhà nhỏ xinh như thế này thôi, ít tiền vừa ở. Cái đất của mình là từ đây cho tới hết đường luôn. Đó, trong cũng có sầu riêng này, sầu riêng, bơ rồi chuối này. Đó, đấy, đổ thẳng vào cái ao. Xin chào cô bác và anh chị nha. Tiếp tục thì hôm nay em xin giới thiệu đến cô bác và anh chị một lô đất sao khá là rẻ luôn, khá là đẹp nha các bác, rất là đẹp. Thì lô đất này của mình là thuộc xã Liên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nha. Có tổng diện tích là được khoảng 3 sào rưỡi các bác nhá, 3 sào rưỡi, sổ sách là đầy đủ này. Thì được bán cái mặt tiền đường bê tông này là chủ tự mở nha, chủ tự mở. Trên sổ thì không có thể hiện đường này đâu, tại vì sổ ngày xưa người ta tách á, là chưa có con đường này, thì đường này là chủ tự mở ra. Đó, thì tự mở ra trong đất nha các bác. Thì cái đất của mình nó sẽ là từ đây, từ cái trụ bê tông này chạy qua bám hết cái mặt đường này á, là được khoảng là hơn 80m đến 90m cái mặt tiền đường này. Thì tổng diện tích lô này là 3 sào rưỡi các bác, 3 sào rưỡi thì nó loanh quanh chạy sâu đâu đó được khoảng 40m các bác. Trong đất thì đang trồng maca, cà phê rất là đẹp luôn. Maca cao cao này, có một số cây bơ nha. Bơ rất là nhiều này. Đó. Bơ và có cây ổi này. Đây cây ổi đây. Đất bằng trang luôn. Đất bằng như sân luôn. Đó. Cái đường này thì tương lai là người ta sẽ mở thông này, đi thông qua khu vực bên này, thôn bên này. Đó. Hiện tại là dân vẫn đi bằng xe máy đi qua xiên qua bên khu vực bên này các bác nhá, đi thông qua. Đó thì tương lai thì sẽ được mở đường đi thông. Thì bên đối diện đây là cũng có một anh khách, anh mua và anh xây dựng nhà này. Toàn bộ ở đây thì trước kia ấy, là tại vì sổ cũ thì nó là nuôi trồng thủy sản các bác,
Tại vì ở đây là có những cái ao. Đây, đất của mình thì có ao nhá, ao nước này. Thì hồi xưa là khu vực ở đây là nuôi trồng thủy sản các bác. Vậy nên là bây giờ là nó đã chuyển đổi quy hoạch là đất trồng cây lâu năm. Các bác mua đất mua lô này ấy, thì mình có thể chuyển đổi sang đất trồng cây lâu năm các bác nhá. Đó, như bên này nuôi trồng thủy sản, họ mua xong là họ xây nhà ở luôn. Một căn nhà xinh xinh các bác. Đó, bên trong này nhỏ nhắn thôi, vừa ở. Bên này họ còn đào một cái giếng các bác. Ô, giếng đào nước ngay đây luôn, 2 mét là có nước rồi. Đây là một cái người ta trồng rau các bác. Trồng rau. Đây phía sau nhà này. Đó, nhà nhỏ xinh như thế này thôi. Ít tiền, vừa ở. Mát mẻ. Đó thì lô đất này mình cũng có hai cái ao nha, một cái ao ở khúc này. Đây. Cái ao này mình có thể nuôi cá này, nuôi con vịt cũng được, vịt con ngan. Ao khá là lớn. Đó, bên kia vẫn là đất của mình nhá. Bên kia có bờ ranh là bên tường cỏ này. Tường cỏ đấy đã được rào lưới B40 rồi nhá. Bên đằng sau đó đã ra được rào lưới B40. Chạy sâu đâu đó được khoảng 40 mét chiều sâu tính từ mặt đường của mình đây. Đó. Cà phê thì người ta mới hái rồi. Bơ rất là đẹp nhá. Đây mình có một cái cây bơ ngay bờ ao rất là đẹp. Đó, đang ra hoa. Thì điện đóm ở đây thì họ đã kéo sẵn vào rồi này. Điện dân sinh nhá. Mình có thể đi theo cái trụ này mình kéo vào mình sử dụng. Thì chủ đang bán cái lô này với giá chỉ có 930 triệu nha các bác. Cho lô 3 sào rưỡi này. Bán mặt tiền đường bê tông, chủ tự mở. Rất là rộng, ô tô tới tận nơi. Còn trung tâm tiện ích đồ ăn hàng ngày các bác thì ngay trên này thôi. Bán kính chỉ có 300 mét là lên tới trường cấp 1, cấp 2, trường mẫu giáo, khu tiện ích, hàng quán trên đó rồi. Quanh quanh 300 mét, đi bộ, đi xe máy, đi xe đạp điện, dễ dàng nhá. Đó, bác nào tài chính nhỏ nhỏ mua được, diện tích lớn các bác. Đó, rồi, đất thì bằng như sân các bác. Đó, trong này bơ, maca, cà phê này. Đó, toàn bộ là đất trồng cây lâu năm hết. Bây giờ các bác mua cái lô đất này là đất nuôi trồng thủy sản thì mình có thể cấp đổi qua đất trồng cây lâu năm nhá. Đây mình có thêm một cái ao này nữa, hai cái ao luôn, các bác có thể nấp và trồng cây cà phê thì xanh tốt, gần trung tâm, gần đường xá, mọi thứ nó dễ dàng. Điện đóm là mình xây nhà mình sử dụng thôi. Mua về rào lại. Mặt đường rất là nhiều nhá. Mặt đường mình được sử dụng hơn 80 mét đến 90 mét cái mặt đường này luôn. Đó, trong sổ thì chưa thể hiện đường đâu. Tại vì sổ được cấp ngày xưa thì chưa thể hiện đường. Và hiện trạng nếu mà các bác cấp đổi thì bên điện chính vào sẽ xem lô đất của mình có những gì thì người ta sẽ làm cho mình thôi. Như đất có ao thì sẽ cấp một cái sổ ao chẳng hạn, thì là nuôi trồng thủy sản. Còn đất trên này là đất trồng cây lâu năm thì sẽ ra cho mình một cái sổ cấp đổi, sẽ là cây lâu năm nha. Đó, đây, đất của mình tới cái cọc này. Bên này thì em đã bán cho một cô ở dưới Sài Gòn rồi nhá. Cô ấy mua sổ riêng nữa. Thì vẫn là đất nuôi trồng thủy sản luôn. Đó. Thì cô mua xong cô để đây. Cô khi nào cô muốn về thì cô sử dụng thôi. Còn cái đất của mình là từ đây cho tới hết đường luôn. Đó. Trong cũng có sầu riêng này. Sầu riêng, bơ rồi chuối này. Đó.
Đấy, đổ thẳng vào. Cái ao của mình thì ngay đây, ngay khúc trong này. Đó, đất của mình thì thuộc Niên Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng nhá. Các bác quan tâm đến mảnh đất 3 xào rưỡi này thì liên hệ qua cho em. Giá bán chỉ có 930 triệu cho tổng toàn bộ lô đất này thôi. Đấy, xây nhà dễ dàng nhá. Thoải mái. Không có ai phải nói năng gì hết cho mình. Đấy thì bên này mới xây xong một cái căn nhà thì các bác có thể thấy rồi. Đấy, trước mắt rồi. Đấy, còn khu vực trung tâm thì ngay trên này. Đường liên xã ngay trên này nhá. Đó. Thì em có bay flycam thì các bác có thể hình dung ra rất là dễ dàng vị trí lô đất của mình. Đó, rồi em cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi nhá.